Cấp trên cho phép Cao Vĩnh Thành làm như vậy. Cấp trên làm như vậy là cản trở cảnh sát điều tra vụ án. Cấp trên muốn làm trái, anh có cách chống lại không? Chính vì tôi không thể chống lại, cho nên tôi chọn cách ra đi. Được thôi, anh muốn chọn cách ra đi, vậy đưa đơn xin nghỉ việc đây, tôi lập tức ký cho anh. Anh đưa ra đi. Đưa đi. Thôi. Nội dung đang suy nghĩ, ngày mai rồi mới nói ha. Phải đó. Suy nghĩ kỹ trước đã, ngày mai rồi nói. Trung à, nghỉ việc là một chuyện rất lớn trong cuộc đời, sao có thể quyết định là quyết định được. Ba. Bắt đầu từ hôm nay, chuyện của Tôn Dân không ai được phép nhắc tới. Nếu như không có chuyện gì khác, hãy tiến hành nhiệm vụ được giao. Mau ra ngoài tìm Hồng Mau. Rõ. Hồng Mau cứu thoát được Mặt Trắng đều là do cậu gây ra. Bạn của tôi, nếu như muốn lấy số tiền 3 triệu đô đó, nếu như tôi không thể giao ra, không chỉ mình tôi có chuyện, cả mạng sống của cậu cũng khó giữ. Alo, tôi biết rồi. Được. Tôi kia tử, sử dụng hết các nguồn lực cậu có, phải tìm cho bằng được Hồng Mau, Mặt Trắng, A Ngốc, ba người họ về đi. Dạ. Cậu Đặc. Dạ chủ tịch. Liên lạc cho tất cả mọi người, phải tìm cho được Hồng Mau. Dạ thưa chủ tịch. Quang đi. Lâm Tàng, chúng ta cần phải gặp mặt nhau. Được. Mặt trắng. Mặt táo. Cậu cảm thấy sao? Mặt trắng. Anh hai, mau trói em lại đi. Được. Cậu gốc mau lên. Trói em lại đi. Mặt trắng. Trói em lại đi. Cậu phải cố chịu đi. Cố chịu mới cai nghiện được, được không? Cậu Thanh, mau đi mua thuốc an thần, mau lên. Dạ. Mặt trắng. Cố lên. Cậu ráng một chút nha. Tôn Dân bị cách chức thì có liên quan gì tới chúng ta? Lâm Tang à, anh muốn tìm Hồng Mao đòi lại số tiền 3 triệu đô. Tôi muốn bắt Hồng Mao để lập công với cấp trên. Mục tiêu chung của chúng ta chính là Hồng Mao phải không? Hồng Mao và cô nữ cảnh sát đó có quan hệ rất thân thiết. Vì vậy cho nên chúng ta phải lợi dụng Tôn Dân cho thật tốt. Phải lợi dụng thế nào? Tôi biết người bên đen các anh không biết lợi dụng khoa học, nhưng người bên trắng chúng tôi đâu. Chúng tôi bên đen nhưng mang về trắng, các anh bên trắng nhưng lại mang về đen. Là đen hay trắng, làm sao phân biệt được hả? Lâm Tang à, ý của tôi muốn nói, chúng ta có thể dùng mạng vi tính để phân tích phổ sóng âm thanh của Tôn Dân, sau đó ghép thành giọng nói của Tôn Dân gọi điện thoại dụ Hồng Mao mắc bẫy của chúng ta. Alo. Anh Lâm Tang, không tìm được ba người bên phe Hồng Mao. Không tìm được thì cậu gọi cho tôi làm gì? Nhưng mà cô phát hiện được một tay chân bên cạnh Hồng Mao ở tên là Thanh. Tay chân của Hồng Mao, cậu Thanh. Tôi Kim Tử, bắt cô ta về đi. Dạ. Lâm Tang, tại sao lại muốn bắt cậu Thanh gì đó về đây? Không phải anh muốn giả giọng nói của Tôn Dân để dụ Hồng Mao mắc bẫy sao? Nếu như có thêm cậu Thanh đó, cho dù Hồng Mao có thông minh tới đâu cũng không thể nào nghĩ ra cả hai người đều là giả. Ba. Về rồi hả? Ê. Ba. Ba gọi điện thoại kêu con về đây, có phải muốn trả lại con đơn xin nghỉ việc không? Ba đã xé đó rồi. Bây giờ con đi viết lại. Đợi đã. Ba đã biết viết lại thì sẽ có. Này nè, muốn viết thư từ từ viết là thời gian còn nhiều mà. Còn với bạn chút cái coi. Nói chuyện xong mà bảo đảm mà con sẽ không bao giờ muốn nghĩ gì nữa đâu. Không thể nào. Đừng nói không thể nào mà. Con đó nghe, từ nhỏ có chuyện gì mà không bị ba đoán chính xác chuẩn đâu.
Lần này chắc chắn ba cũng sẽ không đoán sai. Hôm nay con cũng chắc chắn không tránh được. Ba, con nhìn thấy Tuấn Kiệt thì con nổi giận rồi. Nổi giận thì cũng đơn giản thôi, xin chuyển đơn vị là được rồi. Nhưng mà con trai của thằng hắc cẩu này không thể nào vừa gặp phải vấn đề là trốn chạy được. Đương nhiên trốn chạy là cách đơn giản nhất rồi, nhưng mà cũng là cách vô trách nhiệm nhất đó con. Trung à, Tiểu Dân không làm cảnh sát ngược lại sẽ tự do hơn. Nếu nó muốn cùng Hồng Mao bỏ trốn thì cũng dễ dàng. Trời ơi, cái bà này ăn nói bà nhảm nhí quá trời luôn hả? Sao Tiểu Dân bỏ đi với Hồng Mao, không phải thằng Trung sẽ thất tình hay sao? Thất tình cái gì chứ, con trai của tôi rất là đẹp trai, là người tài giỏi, sợ không có ai yêu sao? Hơn nữa nơi đâu mà chẳng có cỏ thơm, cần gì yêu đau khổ một đóa hoa. Đã không ra gì lại còn xuất khẩu thành thơ nữa. Bởi vì trước đây khi tôi không thèm để ý tới ông, lần nào ông cũng đều nói câu này hết. Thiệt vậy hả? Trước đây tôi chỉ tiện miệng nói chơi thôi, nhưng mà bà vẫn còn nhớ kỹ. Cũng không tệ nha, bà chân tuổi này rồi mà vẫn còn nhớ, đúng là không bị mắc bệnh Alzheimer. Ông mới mắc bệnh Alzheimer đó. Tôi cho ông biết, bây giờ ngược lại tôi hy vọng thằng Trung đừng theo đuổi Tiểu Dân nữa. Tới liền. Ê, ủa, bác gái, chào bác. Chào bác, chào bác gái. Vào đây, vào đây. Chào bác hát cậu. Ngồi đi, ngồi đi, mấy đứa tự nhiên. Bác cậu à, đã đưa người tới đây cho bác rồi, bác thiếu còn một chậu nữa. Bác biết rồi, nhớ mà. Tiểu Dân ơi, hôm nay bác đã tìm đầu to để mà bàn chuyện của con, nhưng mà không có kết quả. Bác trai, không sao đâu, con đã quyết định không làm cảnh sát nữa. Cô nói vậy để tự an ủi bản thân mình hả? Trước đây cô nói là tâm nguyện lớn nhất của cô là làm cảnh sát mà. Hôm nay con tới đây là để nói lời cảm ơn với bác trai và bác gái, nhất là vào cái ngày mặt trắng phóng quả muốn thiêu chết tụi con, bác trai đã cứu con ra ngoài trước. Chuyện này không có gì phải khách sáo hết. Và lúc đó thì bác chỉ nghĩ tới tình bạn giữa bác với ba của con, và một điều là mẹ con chỉ có đứa con gái là con. Nếu như bác làm như vậy thì có thể quá giải quan hệ của mẹ con đối với bác. Bác thấy cũng đáng chứ? Đáng cái đầu của ông. Không phải chúng ta cũng chỉ có một thằng Trung sao? Chỉ là Tiểu Dân à, con không làm cảnh sát cũng tốt mà. Dù vậy mẹ con cũng không thích con làm cảnh sát. Dạ phải. Vậy mẹ con có nói gì không? Con vẫn chưa về nhà. Từ sáng sớm con rời khỏi cục tới bây giờ vẫn chưa về nhà. Phải đó, xảy ra chuyện lớn như vậy con không về nhà bàn bạc với mẹ con hay sao? Không phải bác gái, vì Tiểu Dương vẫn chưa suy nghĩ ra về nhà phải nên nói sao với mẹ cổ. Hơn nữa cái người tên Viên Tuấn Kiệt đó bây giờ đang sống ở nhà cổ, nên cổ không hề muốn về đó nhìn thấy anh ta. Bây giờ Tuấn Kiệt đang sống ở nhà con? Dạ phải. Nhưng mà con thấy Viên Tuấn Kiệt bây giờ có lẽ không có mặt mũi về đó gặp bác gái đâu. Vậy thì chưa chắc nha. Con khỉ chân dài đó, da mặt của anh ta còn dày hơn tường nhà. Hồi nãy anh Trung đấm cho anh ta một cái còn coi như không có gì kìa. Trung à, con làm cấp dưới mà dám đánh cấp trên. Dù gì con cũng không muốn làm nữa. Cũng đúng, người xin nghỉ việc là lớn nhất. Ngày nào đó con cũng không muốn làm cảnh sát nữa. Con cũng phải đánh cho con khỉ chân dài đó bò lăn bò lết. Đừng có nói suông bằng miệng nữa, cậu chỉ biết thả ngựa sau pháo. Sự thật là mỗi khi cậu nhìn thấy con người đó cậu ngoan ngoãn như con chó con. Chó là nhãn hiệu đăng ký của bác mà. Đúng rồi. Học đệ con sao có thể giành giật nhãn hiệu của bác được. Đúng vậy. Cậu đang nói gì chứ? Cậu đó nha. Được rồi. Bây giờ nói chuyện chính nè. Tiểu Dân à, mục tiêu chủ yếu nhất khi con làm cảnh sát chính là muốn tìm được hung thủ đã giết hại ba của con. Bây giờ nếu như con nghỉ việc, làm sao hoàn thành được tâm nguyện này đây? Con đành phải có lỗi với ba con thôi. Trung à, tâm nguyện mà Tiểu Dân không thể hoàn thành, con có thể hoàn thành được nó không? Được không? Chờ được. Con nghe thấy rồi chưa? Cho nên con không cần phải phiền não. Thằng Trung nhất định sẽ thay con bắt được tên hung thủ đó. Có phải không? Phải không? Dạ phải. Anh Trung, cảm ơn anh. Trung Dân, em đừng khách sáo mà. Đúng đó, không có gì phải khách sáo hết. Chuyện này không cần khách sáo. Nhưng mà Trung à, không phải cô vẫn đang muốn nghỉ việc hay sao? Không làm cảnh sát nữa. Mà nói con nghe, từ sau khi ba nghỉ hưu không làm cảnh sát nữa, muốn bắt bạch tặc thần còn khó hơn leo lên trời nữa con ơi. Liệu con có thể tài giỏi hơn ba của con hay không? Hả? Nếu như con không làm cảnh sát, những lời con vừa nói hồi nãy sẽ lập tức bay theo gió, không bao giờ làm được. Con có muốn vậy không? Cho nên nếu Tiểu Dân đã nghỉ việc rồi thì con phải tiếp tục làm. Vậy đúng không? Dạ đúng. Đúng thì tốt.
Nhưng mà không thể chỉ nói suông bằng miệng được. Còn chỉ nói một chữ đúng thì không thể nào bảo đảm được. Còn phải đích thân hứa cho tiểu dân kìa. Tôn dân, em yên tâm đi, anh nhất định dốc sức tìm được bạch tạc thần. Cảm ơn. Vậy thì tốt. Vậy thì con cũng nên về nhà đi. Chuyện con đang nghỉ việc phải nói cho mẹ con biết chứ. Đúng đó. Dạ. Trung à, đưa tiểu dân về nhà đi. Phải rồi. Không cần đâu bác gái. Phải, không cần đâu. Con với Tiểu Yến đưa cổ về là được rồi, không cần tiễn. Trời ơi. Anh Trung à, làm phiền anh đưa tiểu dân về nhà. Em và sư đệ còn phải đi tới chỗ này nữa. Hai đứa còn bận công chuyện hả? Vậy thì để anh Trung nó đưa về được rồi hả? Không cần đâu, con tự về là được rồi. Không, quy định của nhà bác là phải tiễn chứ. Đúng vậy. Trước đây khi bác trai con theo đuổi bác, ông tiễn bác về phải nhìn thấy bác vào nhà rồi ông mới chịu đi về. Nè cẩn thận đó. Tạm biệt nha. Chào bác con về. Tiểu Yến à, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây? Cô muốn lên núi Sa Mạo để ngắm cảnh đêm, hay là cầu cảng ngư dân để hóng gió biển đây? Được vậy thì tuyệt vời quá. Đúng. Tự anh đi đi. Sao tự nhiên cậu dở quẻ vậy? Con chim non như cậu đúng được vậy hoài không biết mà. Chim non thì là chim non, rồi sẽ có một ngày biết kêu thôi. Còn sớm quá con. Khai trừ Tôn Dân. Tôn Dân đau khổ, bản thân anh cũng rất đau khổ. Tại sao anh phải làm vậy? Đau khổ chỉ là quá trình. Con người phải trải qua đau khổ mới trưởng thành được. Thật ra anh muốn nói gì? Không phải cô tới đây uống rượu với tôi sao? Muốn tôi uống rượu với anh cũng được, nhưng mà tôi hy vọng rằng anh sẽ cho Tôn Dân ở lại. Cô đừng nói nữa. Nếu như cô muốn uống rượu với tôi, hôm nay tôi không say không về. Ai cũng không được nói tới công việc. Em có còn nhớ công viên này không? Đương nhiên em nhớ. Bởi vì hôm đó em với Vĩnh Sang hẹn gặp nhau ở đây. Là anh đi theo sau theo dõi em. Ý của anh muốn nói, vốn dĩ anh đã quyết định muốn đem chuyện em cố ý không nổ súng bắn Hồng Mao báo cáo với cấp trên. Nhưng mà sau khi anh hiểu được tình cảm giữa em và Hồng Mao, cuối cùng anh đã quyết định sẽ che giấu chuyện này đi. Vào lúc đó anh chỉ sợ ảnh hưởng tới tiền đồ của em thôi. Thật không ngờ hôm nay em vẫn phải rời khỏi ngành cảnh sát. Tất cả mọi chuyện đều là do Tuấn Kiệt. Về mặt công việc, anh ta làm như vậy là hoàn toàn chính xác. Ngược lại là anh, giống như anh không nên bảo vệ cho em. Em cũng không nên bao che Vĩnh Sang. Tuấn Kiệt là một cảnh sát tốt. Em hy vọng sau này anh đừng bao giờ xung đột với ảnh nữa. Tôn Dân, anh sẽ nghĩ được cách giúp em đấu tranh giữ lại chức vụ cảnh sát. Không cần đâu anh Trung, thật sự không cần mà. Nhưng mà em có năng lực như vậy. Nếu em ra đi, đó là tổn thất của ngành cảnh sát. Ra đi ngược lại khiến cho em có cảm giác được giải thoát. Như vậy sau này em có thể tự do tự tại, nghĩ những gì em muốn nghĩ, làm những gì em muốn làm. Ý của em là Hồng Mao? Anh Trung, chỉ cần anh tiếp tục ở lại cục hình sự, cho dù anh có tìm được tên hung thủ đã giết hại ba của em hay không, em đều rất cảm kích anh. Tôn Dân, em yên tâm, anh sẽ cố gắng thay em tìm được hung thủ. Cảm ơn anh. Anh đối xử tốt với em, em mãi mãi ghi nhớ ở trong lòng. Tôn Dân, hôm đó Hồng Mao nói với anh ta hy vọng anh sẽ chăm sóc em suốt đời.
Thật ra Vĩnh Sang vẫn không bỏ em mà đi. Ngược lại, làm em càng ngày càng yêu ảnh hơn. Anh Trung, anh hãy cố gắng làm việc. Ít ra sau này em có thể coi tivi hoặc đọc báo để nhìn thấy anh, quan tâm anh. Tôn Vân, chúng ta... Tôn Vân à, bây giờ em không còn làm cảnh sát nữa, sẽ không ảnh hưởng điều tra. Ý của anh muốn nói là liệu chúng ta có thể nào giống như trước đây không? Tiếp tục làm bạn tốt. Có lẽ sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau. Chuyện của sau này hãy nói đi. Anh Trung, em có chuyện, em phải đi trước đây. Anh tiễn em. Không cần đâu, tự em về nhà là được rồi. Không sao mà, anh tiện đường. Từ từ. Cẩn thận đó. Cả lời đưa rượu đây, tôi muốn uống nữa. Uống nữa à? Được thôi. Rượu vào nói lời thật lòng, tôi không tin rằng anh sẽ không nói thật với tôi. Tuấn Kiệt, tôi biết là anh khai trừ Tiểu Dân, chắc chắn có lý do của anh. Nói cho tôi biết đi, tôi sẽ giúp anh giải thích với mọi người. Giải thích hả? Cho dù tất cả mọi người trên đời này đều hận tôi cũng không sợ. Có thể khiến người khác không hiểu lầm thì đừng để người khác hiểu lầm chứ. Hiểu lầm à? Hiểu lầm cái gì chứ? Là Tôn Vân tự cậu chủ động tìm hồng bao, sai lầm bản thân cậu phạm phải thì liên quan tới tôi sao? Tôi thấy là anh đang ghen tức với hồng bao. Anh Trung, cảm ơn anh nha. Anh mau về nhà đi. Ủa, Tiểu Dân, con về rồi hả? Mẹ. Chào bác. Tiểu Dân nó sao vậy? Tôn Dân cậu bị cho thôi việc. Cho thôi việc? Sao lại như vậy? Cậu lén lúc hẹn gặp Hồng Mao bị Tuấn Kiệt nhìn thấy, anh ta báo cáo cấp trên, kết quả cậu bị cho thôi việc. Sao Tuấn Kiệt lại làm vậy chứ? Con cũng không biết trong lòng Tuấn Kiệt đang nghĩ cái gì nữa. Hay là bác hỏi anh ta thử đi. Nhưng mà tới bây giờ nó vẫn chưa về. Tuấn Kiệt, xin lỗi nha, đã để anh phải đợi lâu. Em đã quen về tới nhà là phải tắm liền rồi. Có nóng không? Tại sao mọi người trên đời này đều hận anh?
chỉ có em là vẫn yêu anh. Em cũng không biết, có lẽ anh càng kiêu ngạo thì em càng muốn có được anh. Cái lời à, em có làm được không? Em thua rồi. Em biết rằng cho dù em chăm sóc cho anh như thế nào, quan tâm anh như thế nào, nhưng ở trong lòng của anh mãi mãi chỉ có mình Tôn Dân. Em rất yêu anh có phải không? Em nói đi. Mặt trắng, mặt trắng, mặt trắng, đéo chịu đi. Anh hai, em cầu xin anh, em cầu xin anh cho em một mũi có được không, anh hai? Mặt trắng, không nghe tao nói đi. Anh hai, còn phải ráng nhịn, nhịn được rồi thì còn mới có hy vọng cai nghiện. Nếu còn không nhịn được thì tiền ở đó con cầm đi mà mua thuốc viện cho cậu. Rồi cậu nhớ sau này đừng kêu tôi là đại ca nữa. Anh ơi, Trắng à, nó mà cởi trói cho cậu ấy, muốn đi hay ở tụi cậu ấy, cởi trói đi. Cậu thành chết thiệt, kêu đi mua thuốc an thần mà bây giờ cậu biết đi đâu nữa. Tưởng Kim Tử, tìm rồi lấy điện thoại trên người của tao. Dạ. Anh lấy điện thoại của tôi làm gì? Câm miệng đi. Ở trong này có 3 số điện thoại mới. Một là của Hồng Mao, một là của Mặt Trắng. Số điện thoại mới còn lại cuối cùng chắc chắn là của thằng Ngốc đúng không? Tôi không có số điện thoại của anh. Ừ, anh hai, là cậu Thanh gọi về đó. Alo, cậu Thanh hả? Cậu Thanh vô nói gì cấp máy rồi. Cậu thử gọi lại đi. Alo. Alo. Cậu Thanh, cậu nói chuyện đi. Thanh.
Sao rồi? Lại cướp máy rồi hả? Ông Mau muốn sao đầu óc với tôi? Còn non lắm. Ông lấy điện thoại tôi gọi cho anh Ngốc. Ông muốn gì? Thì ra ông muốn lợi dụng tôi để uy hiếp đại ca Hồng Mao. Đừng có mơ. Đừng mơ. Cậu muốn chết vì đại ca Hồng Mao của cậu hả? Chết thì chết, 20 năm sau lại là một anh hùng hảo hán thôi. Giỏi. Có khí phách. Được. Tôi cho cậu tỏi quyết. Chết vì đại ca Hồng Mao của cậu phải không? Chết thì chết, 20 năm sau lại là một anh hùng hảo hán thôi. Giỏi. Có khí phách. Được. Tôi cho cậu tỏi quyết. Lâm Tang, có đủ rồi, cứ cho cậu ta tội nguyện đi. Thật ra mấy người muốn gì? Giữ giọng nói của cậu làm kỷ niệm. Sau khi cậu chết đi, để đại ca Hồng Mao của cậu vẫn còn nghe được thấy giọng nói của cậu, không phải rất tốt sao? Tư Kim Tử. Dạ. Xử lý đi. Nhìn cái gì? Bộ chưa tôi thấy người đẹp trai hả? Tiễn mày đi gặp tổ tiên mày đó. Đi thôi. Kiệt, chào buổi sáng. Anh đi đâu vậy? Tôi đi làm. Vẫn còn sớm mà. Em nấu bữa sáng cho anh nha. Sau đó chúng ta cùng đi làm. Nè, để em lấy bàn chải và khăn lau mặt mới cho anh, để anh đánh răng rửa mặt rồi đi làm bữa sáng cho anh nha. Khánh Lợi à, không có việc cô đâu. Cảm ơn cô. Không cần cả sáo với em. Em làm một cái là xong rồi. Khoan đã. Tôi qua. Chúng ta chỉ là tình một đêm. Mong cô đừng suy nghĩ nhiều nha. Tình một đêm. Em cũng đâu có yêu cầu anh điều gì. Tại sao anh lại nói câu này với em? Vậy thì tốt rồi. Anh... Cô cất đi. Diệp Tuấn Kiệt, không lẽ anh không có chút tình cảm nào sao? Tôi không có ý gì khác. Chỉ là làm như vậy, quan hệ với chúng ta mới có thể rõ ràng. Thật ra anh coi tôi là cái gì? Nếu như cô không thích tình một đêm, cô cứ coi như mua bán sòng phẳng là được rồi. Diệp Tuấn Kiệt, đại ca Hồng Mao,
đại ca Hồng Mao. Lập Tàng, bây giờ nghe thấy cũng có 8 phần giống với giọng nói của người thật rồi. Nếu như dùng thêm các giọng nói khác để làm nền, Hồng Mao nghe thấy sẽ không có nghi ngờ gì đâu. Còn giọng nói của Tôn Dân đâu? Lâm Tàng yên tâm đi, nó ở đây. Ở trong cái đĩa này là tài liệu ghi âm lúc Tôn Dân thẩm vấn nghi phạm. Cái đĩa này là tôi sao chép được từ cục. Trong này có giọng nói của cô ta. Lâm Tàng, chuyện này làm phiền anh rồi. Tôi đi sắp xếp xác định vị trí tín hiệu của 3 cái điện thoại của họ. Tôi đi trước đây. Lần này phải để cho 3 người có Hồng Mao chết một cách khó coi. Mặt trắng à, chỉ cần hôm nay cậu chịu được thì mọi chuyện sẽ có hy vọng. Anh Hai à, anh đọc báo của hôm nay đi. Có đăng chuyện giữa anh và Tôn Dân đó. Phải rồi, ông chủ thuyền nói hôm nay cục tuần tra biển có nhiệm vụ đặc biệt kiểm soát biển lơ là. Ông kêu chúng ta những lúc này ngồi thuyền cá để rời Đài Loan. Ông nói nếu như bỏ hôm nay thì không biết bao giờ chúng ta mới có thể an toàn được đó. Được rồi, vậy hôm nay đi. Cậu đi chuẩn bị đồ đạc, đợi Mặt Trắng ngủ dậy. Dạ. Tuấn Kiệt. Bác gái. Sao tối qua suốt đêm con không về nhà? Bác hỏi con nè, tại sao con lại đối xử với Tiểu Dân như vậy? Bác gái à, con hoàn toàn vì nghĩ cho bác thôi. Không phải bác không thích Tôn Dân làm cảnh sát sao? Cho dù nó không làm cảnh sát nữa cũng phải chính thức xin nghỉ chứ. Đâu có để cho nó ra đi một cách không rõ ràng như vậy. Bác gái, bác thử nghĩ đi. Kêu Tôn Dân tự xin nghỉ việc, cổ sẽ đồng ý hay sao? Vậy ít ra con cũng nên bàn bạc với bác trước đã chứ. Con xin lỗi bác gái, lúc đó con đang trong cuộc họp, đúng lúc có được cơ hội. Bên giám sát đang truy cứu trách nhiệm của Tôn Dân, nên con liền nhân cơ hội đó quyết định tại chỗ, nên mới không hỏi ý kiến của bác. Thật ra Tiểu Dân không làm cảnh sát nữa cũng tốt, bác đỡ phải ngày nào cũng lo lắng cho nó. Bác gái à, lúc đó con cũng có do dự, nhưng mà hãy con nghĩ tới từ nay về sau bác gái không cần phải lo lắng như vậy, không cần phiền não như vậy, nên con mới quyết định. Tôn Dân đâu? Nó vẫn đang ngủ, nhưng mà hôm qua khi nó về tới nhà nhìn có vẻ đau lòng lắm. Có lẽ là vẫn còn đang giận. Hôm nay con nghỉ phép chính là muốn ở nhà giải thích rõ ràng với cổ. Bây giờ bác đi chợ, buổi trưa con có thể ăn cơm ở nhà không? Dạ được, cảm ơn bác gái. Dĩnh Sang. Tiểu Dân, anh xin lỗi, là anh hại em không được làm cảnh sát. Không sao đâu anh, dù gì em cũng đâu còn muốn làm nữa. Nếu như em đã không muốn làm cảnh sát nữa thì em đi với anh được không? Đi với anh? Chúng ta bỏ đi thật xa, mãi mãi không bao giờ xa nhau. Anh cho em suy nghĩ một chút, lát nữa anh gọi lại cho em được không? Được rồi. Anh Hai à, ông chủ thuyền lại gọi điện tới hối rồi đó. Số tiền này cậu về Mặt Trắng cầm đi trước, tới chỗ hẹn ở bờ biển đợi tôi. Anh Hai à, mình cùng nhau đi đi. Có thể chúng ta sẽ có thêm một người. Có thêm một người hả? Là ai vậy?
Chẳng lẽ mình thật sự phải bỏ nhà ra đi, cùng Vĩnh Sang rời khỏi Đài Loan sao? Alo. Tiểu Dân, em suy nghĩ sao rồi? Em... Cuộc đời này hai chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội đầu tiên, không thể tiếp tục bỏ lỡ lần thứ hai. Được, em nhận lời anh. Anh biết là em sẽ nhận lời. Chúng ta hẹn gặp nhau ở chỗ mình thường gặp. Anh nói hồng bao đi tìm Tôn Dân, tôi lập tức làm ngay. Alo. Anh Khờ hả? Em là Thanh nè. Cậu Thanh à? Cậu chết ở số nào vậy? Đại ca Hồng Mao bây giờ đang ở nhà Tôn Dân, anh đang gặp nguy hiểm, anh mau tới đó đi. Cái gì? Anh hai gặp nguy hiểm hả? Anh Ngốc à, anh mau đi đi. Đại ca Hồng Mao kêu anh Mặt Trắng cầm tiền tới bến phà đợi anh trước. Ngốc à, mau đi cứu anh hai đi. Tôi thấy không được đâu, chút nữa lại lên cơn nghiện và nên khó chịu muốn chết. Ngược lại sẽ dùng tài dung chân, anh cứ đợi ở đây. Alo. Vĩnh Sang, Lâm Tăng và Tương Kim Tử dẫn người xông vào nhà em. Bây giờ em đang trốn ở trong phòng, anh mau tới cứu em đi. Lâm Tăng. $3 triệu Mỹ hả? Alo. À, Tiểu Dân à, bây giờ mẹ đang mua đồ ở siêu thị, con muốn ăn món gì để mẹ nấu? Mẹ không cần chuẩn bị gì đâu. Hai mẹ con chúng ta đã rất lâu rồi không ngồi ăn cơm chung một bữa rồi. Rất hiếm khi con có thể nghỉ ở nhà, mẹ phải nấu vài món con thích để con ăn chứ. Mẹ, con xin lỗi. Con gái ngốc à, có chuyện gì thì con cứ nói với mẹ. Mẹ là mẹ của con mà, có chuyện gì mà không thể thông cảm chứ. À, không làm cảnh sát nữa cũng tốt mà. Số điện thoại này hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau. Được rồi, có chuyện gì để mẹ dậy rồi hãy nói ha. Mẹ. Được rồi, à, hay là mẹ tranh thủ mua xong rồi lập tức về liền. Mình không thể cứ vậy mà đi theo Vĩnh Sang. Nếu như mình đi rồi, mẹ chỉ còn lại một mình. Mình không thể ích kỷ như vậy. Nhưng mà Vĩnh Sang ra đi, biết đâu sẽ không bao giờ trở về. Ít ra mình phải đi gặp ảnh một lần cuối cùng. Cậu đã khỏi nhà rồi. Tổ trưởng, tôi đã nhìn thấy. Alo. Anh hai à, bây giờ anh đang ở đâu vậy? Tôi có chuyện gấp, tôi đi trước đi. Anh hai, cậu Thanh nói Tôn Dân đang gặp nguy hiểm, là thật hay giả đây? Sao cậu biết? Thì cậu Thanh gọi điện thoại nói cho em biết mà. Cậu Thanh. Anh hai yên tâm, bây giờ em tới đó liền. Ngốc, cậu hai đi đã. Cậu nhìn Mặt Trắng cứ đi trước đi, mặc kệ tôi. Anh hai làm vậy sao được chứ? Mặt Trắng đâu rồi? Mặt Trắng đã tới chỗ hẹn. Thôi được, hay là cậu tới đây giúp tôi đối phó với Lâm Tăng. Dạ.
Anh mặt trắng. Thanh. Anh Ngốc à, anh mau đi đi. Đại ca Hồng Mao kêu anh mặt trắng cầm tiền tới bến phà để anh trước. Thì ra sao hả? Không ngờ phải không? Nói chuyện hồi nãy cậu Thanh gọi điện tới cũng là do mấy người sắp đặt. Mặt trắng à, phản ứng của cậu rất nhạy bén. Nếu như tôi không dùng cách này, làm sao gạt được mấy cậu tới đây? Ông, cậu Thanh đâu rồi? Tình cảm anh em mấy cậu cũng không tệ. Sao hả? Nhớ cậu ta có phải không? Nhanh thôi. Tổ trưởng, cô ấy đi về địa điểm lần trước. Tôi đoán không sai mà. Đó là nơi bắt đầu mối tình đầu của họ. Được rồi, cậu cứ theo sát, đừng tùy ý hành động, tôi tới liền. Rõ. Cái anh muốn gì? Cao Vĩnh Thành. Viên Tuấn Kiệt, sao cậu lại ở đây? Tại sao tới đây? Thì ra ngay cả cậu cũng có quan hệ với Tôn Dân. Cái cô gái này đúng là không hề đơn giản ha. Cuối cùng anh muốn làm gì? Tôi tới đây để thực hiện nhiệm vụ. Tôi kể anh có nhiệm vụ gì? Tự ý xông vào nhà dân là phạm pháp. Cậu đừng có nói pháp luật với tôi. Tôi ghét nhất người ta nói pháp luật với tôi. Anh gan lắm, dám kêu họ cầm súng đi uy hiếp tôi. Tôi Trương Duyên à, không phải tôi uy hiếp cậu, ngược lại là tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ. Ý anh là sao? Một chút nữa Hồng Mao sẽ tới đây, tôi muốn bắt cậu ta đây. Hồng Mao? Không phải hẹn với Tôn Dân ở công viên sao? Sao anh ta lại tới đây? Tại sao anh biết Hồng Mao sẽ tới? Tôi không cần phải cho cậu biết. Cao Vĩnh Thành, thật ra anh đang muốn làm gì? Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ. Điều gì đó? Giơ hai tay lên. Giơ tay lên. Hồng Mao, cuối cùng cậu cũng rơi vào tay của tôi rồi. Sếp à, để sếp bắt được tôi không có gì để nói. Nhưng mà Tiểu Dân, cảnh sát Tôn Dân bây giờ đang gặp nguy hiểm, xin anh đi cứu cô đi. Hai người, một người là cướp, một người là cảnh sát, cùng kết chi vào mà muốn nói chuyện yêu đương? Hai người chắc không hề hết tội đáng quá đâu còn gì. Cho dù thế nào, bây giờ cảnh sát Tôn Dân đang gặp nguy hiểm, xin anh lập tức đi cứu cậu. Hồng Mao, tới bây giờ cậu vẫn không biết sao, nên là cậu chưa bao giờ nghĩ tới lý do tại sao cậu lại tới đây để bị tôi bắt được. Ý anh là
Tiểu Dân gọi điện thoại gạt tôi. Chuyện này để tới khi cậu ngồi tù thì cứ từ từ mà suy nghĩ. Không được qua đây, nếu không anh ta sẽ chết. Hồng Mao, tốt nhất cậu hãy ngoan ngoãn bỏ dao xuống. Cậu uy hiếp tổ trưởng của cục hình sự, cho dù tôi nổ súng bắn cậu chết tại chỗ, tôi cũng có lý do chính đáng. Nếu anh không sợ anh ta chết thì cứ nổ súng đi. Hồng Mao, tôi cũng chính là vì muốn bắt cậu. Cho dù có xảy ra sự cố, lỡ ta giết anh cảnh sát này, cũng chỉ coi là ngộ sát. Anh không dám tổn thương người của mình đâu. Đó không phải tôi giết cậu ta, cậu ép tôi làm thôi. Đừng yên. Cậu ngốc. Anh hai, muốn nổ súng cũng không thèm hỏi qua thằng ngốc này, như vậy làm sao được chứ. Cậu ngốc, kêu anh ta bỏ súng xuống. Em bị điếc hả? Tất cả bỏ súng lên giường cho tôi. Bỏ súng xuống. Muốn hại chết tôi hả? Bỏ súng xuống. Qua bên kia. Qua bên kia. Đó. Ngốc, may mà cậu tới kịp. Tôn Dân đã có mặt ở công viên rồi, nhưng Hồng Mao vẫn chưa xuất hiện. Cậu ngốc. Anh hai, có gì đó không ổn. Sao vậy? Hồi nãy cậu nói là cậu Thanh kêu cậu tới đây. Dạ phải, cậu Thanh gọi điện thoại nói cho em anh và Tôn Dân đang gặp nguy hiểm, cho nên em lập tức tới đây nè. Tới bây giờ cậu vẫn không biết sao? Chẳng lẽ cậu chưa bao giờ nghĩ tới lý do tại sao cậu tới đây để bị tao bắt được? Cái điều hổ Ly Sơn, mặt trắng cầm nguy hiểm, chúng ta mau quay về. Tại sao Tiểu Dân lại ngồi đó một mình vậy? Chắc là tại không làm cảnh sát nữa nên tâm trạng không vui. Qua đó an ủi nó đi. À, thôi đừng có đi. Nói không chừng người ta muốn được yên tĩnh một mình. Ông qua đó làm gì? Trời ơi, nếu một người càng yên tĩnh một mình thì tâm trạng sẽ càng phiền toái. Đi thôi, đi thôi. Tiểu Dân. Bác trai bác gái, sao con ở đây một mình? Con... Không phải không làm cảnh sát nữa nên tâm trạng không được vui không? Dạ không phải, con... Bác biết, điều là vì cậu Tuấn Kiệt đó. Con người cậu ta đúng là không hiểu tình người đạo lý gì hết trơn. Ê, còn cái cậu đầu to đó cũng thiệt là vô dụng, uổng phí cho cậu ta làm đội trưởng mà bị người ta dắt mũi dẫn đi. Nhớ năm xưa thời gian khi bác còn làm cục trưởng hả? Trời, quay phong của bác. Không phải ông muốn tới ăn mũi người ta hả? Còn ở đây nó quá. Được rồi. Tôi nói Tiểu Dân bác cảm thấy con cũng không nên lo lắng nhiều như vậy đâu. Đợi qua ít lâu sau, bác sẽ nhờ thằng Trung nhà của bác. Bác sẽ kêu thằng Trung nhà bác sẽ nhờ đội trưởng giúp đỡ. Nó không chừng con có thể khôi phục được chức vụ tiếp tục làm cảnh sát. Hay là vậy đi. Bây giờ tới nhà của bác sẽ nấu vài món ngon cho con ăn ha. Tiểu Dân. Dạ. Bác đang nói con có muốn tới nhà bác ngồi chơi một chút không? Bác sẽ... Không cần đâu bác gái, cảm ơn bác. Bộ đang đợi ai hả? Dạ đâu có. Con xin phép. Tiểu Dân, sao anh vẫn chưa tới? Xảy ra chuyện gì hả? Bây giờ không thể tới được. Tiểu Dân, chúng ta phải nói chuyện này. Em có nhớ chỗ bức tường trên núi Tân Điện không? Bức tường, em nhớ. Anh sẽ ở đó đợi em. Em mau tới nha. Em... Tiểu Dân, có chuyện gì hả con? Dạ không, bác trai bác gái, con có chuyện quan trọng phải làm, con xin phép đi trước, xin lỗi. Nè. Tiểu Dân. Ủa, sao cửa lại không đóng? Tiểu Dân, Tuấn Kiệt à?
Tuấn Kiệt, sao lại như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Bà gái, Tiểu Dân đâu? Bà gái, Tôn Dân, Tôn Dân đi tìm Hồng Báo rồi. Tìm Hồng Báo? Bác gọi cảnh sát đi. Con đi tìm Hồng Báo. Tôi không tin sẽ không bắt được cậu. Món nợ này số mộ tôi cũng sẽ tính với cậu. Ông chủ thuyền, Mặt Trắng đâu? Tôi cũng không biết. Hồi nãy khi thuyền của tôi sắp vào bến thì nhìn thấy hai người bắt Mặt Trắng đi rồi. Bị bắt đi à? Anh có nhìn thấy rõ người bắt cậu ấy là ai không? Tôi không nhìn thấy rõ. Sao lại như vậy? Chắc chắn là lập ta. Alo, Tổ trưởng, Tôn Dân nhận được điện thoại. Bây giờ cậu đã rời khỏi công viên rồi. Được, cậu theo sát cổ. Tôi quay về chuẩn bị. Lập tức tới đó chuyện gì, có tình hình gì gọi cho tôi. Rõ. Tiểu à, chị Tôn. Hai người tới đây để làm gì? Khoan. Chị à, chị nghe tôi nói đi. Chúng tôi tới đây là vì chúng tôi đã nhìn thấy Tiểu Dân. Đúng vậy, anh đã nhìn thấy Tiểu Dân. À phải, nếu không có chuyện gì chúng tôi cũng không dám tới đây làm phiền chị đâu. Chúng tôi thật sự đã nhìn thấy Tiểu Dân, cảm thấy nó hơi kỳ lạ. Bởi vì chúng tôi lo lắng liệu nó có gì chuyện bị sa thải mà suy nghĩ tiêu cực hay không, nên mới tới đây cho chị biết, chị phải để ý nó đó. Vậy bây giờ Tiểu Dân đang ở đâu? Anh đã nhìn thấy nó ở đâu? Ở công viên gần nhà tôi kìa. Công viên? Chị quan đi. Đã, chị không cần bây đi. Bây giờ Tiểu Dân đã rời khỏi công viên rồi. Vậy nó đã đi đâu? Tôi hỏi mà nó đâu có nói đâu. Trời ơi, thôi tiêu rồi. Hồi nãy Tuấn Kiệt nói nó muốn đi tìm Hồng Mao. Sao hai người nhìn thấy nó mà không hỏi rõ ràng chứ? Chúng tôi cũng đâu biết nó muốn đi tìm Hồng Mao. Nếu như tôi biết, cho dù phải lôi kéo cũng đem nó về đây, sao có thể để nó chạy mất. Là Tuấn Kiệt. Đội trưởng, tôi nghe nói cậu dọn tới nhà Tôn Dân ở hả? Bây giờ tình hình cổ sao rồi? Tôi... Cậu nghe đi. Alo, Tổ trưởng, không hay rồi, tôi đã mất dấu Tôn Dân. Được, tôi biết rồi. Cậu trả gì đây? Ai gọi vậy? Đội trưởng, anh yên tâm, mọi chuyện tôi kiểm soát. Tuấn Kiệt, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Tuấn Kiệt à, tôi đâu có cắn người, anh cần gì phải như vậy chứ? Viên Tuấn Kiệt, anh đứng lại cho tôi. Anh như vậy là ý gì? Anh nói đi. Khải Lợi à, hôm nay tôi không có tâm trạng nói chuyện này, bữa khác đi. Tôi chính là muốn hôm nay anh phải nói rõ ràng với tôi, thật ra anh có ý gì? Nếu như hành động của tôi làm tổn thương cô, tôi rất xin lỗi. Nhưng mà ý của tôi có lẽ cô hiểu rõ. Tối qua chỉ là sự cố ngoài ý muốn, xin cô quên nó đi. Quên nó đi? Chuyện như vậy thì làm sao có thể nói quên là quên đi được chứ? Nếu không thì thật ra cô muốn tôi phải làm sao? Chuyện như vậy vốn dĩ hai bên cũng cam tâm tình nguyện mà. Anh Cãi lại. Tôi là một người đàn ông. Hơn nữa tối qua lại là một người đàn ông đã uống say. Cô đưa tôi về nhà cô, chuyện đó rất có thể sẽ xảy ra, cô phải hiểu rõ. Cho nên... Nhưng rõ ràng anh biết là tôi rất thích anh. Anh... Tôi từng nói với cô, hai chúng ta không thể nào được. Nếu như cô thích tôi, tự cô phải chịu trách nhiệm. Tôi xin lỗi, hôm nay tôi rất bận, không có tâm trạng nói những chuyện này với cô. Nè, Tiểu Yến à. Anh muốn gì? Không có gì,
Tôi chỉ muốn nói là tôi viết xong báo cáo rồi, muốn nhờ cô coi thử giùm tôi. Trần Lập Quy, có chuyện gì? Đây là lần đầu tiên anh viết báo cáo hả? Không phải. Vậy anh còn hỏi tôi làm gì? Đâu có gì đâu. Tôi muốn nói là cô vừa xinh đẹp, tay chân lại nhanh nhẹn, chữ nghĩa lại tốt. Còn tôi nè, chữ nghĩa tệ lắm luôn, muốn cô coi giùm báo cáo đó. Tổ trưởng, tôi về rồi. Trung à, Trung. Trung à. Ba. Bà nói con nghe, Tiểu Dân chạy đi tìm Hồng Mao rồi. Đi tìm Hồng Mao? Đúng vậy là thật đó. Ba gái, chuyện này xảy ra khi nào vậy? Tôi đi mua đồ, vừa về tới nhà nhìn thấy Tuấn Kiệt và một số cảnh sát đều bị trói lại hết. Tuấn Kiệt nói Tiểu Dân đã đi tìm Hồng Mao rồi. Cái gì? Tuấn Kiệt, sao mọi chuyện trở nên như vậy? Đúng lúc tôi cũng muốn báo cáo với đội trưởng chuyện này. Mới vừa rồi Cao Vĩnh Thành xong vào nhà Tôn Dân, lúc đó đã bị tôi bắt gặp. Anh ta cứ luôn miệng nói mua đó dây bắt Hồng Mao, kêu tôi giúp đỡ. Thì không ngờ sau đó vẫn để cho Hồng Mao chạy thoát. Lại là Cao Vĩnh Thành. Vậy tại sao hồi nãy khi tôi gặp cậu ở ngoài văn phòng, cậu không báo cho tôi? Chuyện này xảy ra quá đột ngột. Vốn dĩ tôi vẫn còn ôm hy vọng. Còn hy vọng gì? Tôi quan sát hành động của Tôn Dân, nghe cô nói điện thoại, tôi đoán được hôm nay rất có thể Tôn Dân sẽ đi tìm Hồng Mao, cho nên tôi mới kêu cậu Côn đi theo dõi cô. Thì ra anh ta dọn tới đó ở không phải là để theo đuổi bạn gái, mà là để giám sát. Tôi cũng không biết lý do tại sao Cao Vĩnh Thành để biết được chuyện Hồng Mao tới tìm Tôn Dân, nhưng mà tôi chắc chắn Tôn Dân đi ra ngoài thì cậu sẽ đi gặp Hồng Mao. Vậy còn đợi gì nữa, con đi bắt Hồng Mao thôi. Còn cô mà, hai người họ gặp nhau ở đâu vậy? Không đúng, cậu đang theo dõi cổ, tại sao vẫn đứng đây? Sau khi cổ rời khỏi công viên công cộng đó không bao lâu, tôi đã mất dấu cổ rồi. Đúng. Nè, đội trưởng à, vợ chồng tôi đúng là đã nhìn thấy Tiểu Dân ở công viên công cộng á. Tôi thấy biểu hiện của nó kỳ, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ nha, cho nên mới tìm chị Tôn đây nè. Anh hả cậu, khi anh chị ở công viên, anh chị có nghe được Tôn Dân nói gì không? Có nghe. Tôn Dân đã nhận được điện thoại. Đúng. Thấy Tiểu Dân nói điện thoại một cách rất là bí mật nữa. Ba có nghe rõ Tôn Dân đã nói những gì không? Nói gì hả? Thì nói... hình như có nói về bức tường hay bức tượng gì đó. Đúng. Mẹ cũng có nghe. Cậu Trung, cậu với Tôn Dân trước giờ là người cùng một tổ. Cậu nghe cậu nói về bức tường gì không? Hả? Không có. Bác gái, bây giờ thời gian gấp rút, bác có thể cho con tới nhà bác và cả văn phòng của Tôn Dân coi thử không? Nó không chừng có thể tìm được manh mối. Thôi được, tôi cho cậu tới tìm coi có manh mối gì hay không. Nhưng mà đội trưởng, làm việc anh phải nhanh chóng tìm được Tiểu Dân. Tôi chỉ có mình nó là con gái mà thôi. Xin chị cứ yên tâm. Cậu Trung, cậu và Tiểu Yến đưa chị Tôn về nhà. Có tìm được manh mối gì lập tức báo với tôi. Rõ. Đi thôi. Tôi Kiệt, hôm nay cậu đã phạm sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Tôi không cần biết cậu che giấu, không thông báo với tôi vì lý do cá nhân hay vì muốn lập công. Nhưng mà tôi hy vọng chuyện như vậy sau này sẽ không xảy ra nữa. Trò, tức chết đi được. Đúng là tức chết đi được. Đã xảy ra chuyện gì làm anh tức giận tới vậy? Bây giờ đã bắt được Hồng Mao rồi, anh phải vui mừng mới phải chứ. Anh đừng có nói nữa. Thật không ngờ con vịt đã nấu chín cũng để nó bay mất tiêu. Cái gì? Lẽ để cậu ta chạy thoát. Nhưng cũng không sao đâu. Số tiền 3 triệu đô đó tôi đã lấy được rồi. Hồng Mao có sống hay chết không liên quan tới tôi nữa. Lâm Tan đương nhiên là vậy rồi. Tiền đó anh ta lấy được rồi, còn tôi mới tiêu nè. Để Hồng Mao nó chạy thoát, tôi phải lấy cái gì để ăn nói với cấp trên đây. Nè Lâm Tan, hay là như vậy, bây giờ số tiền 3 triệu đó anh cũng lấy được rồi, chỉ bằng anh đem mặt trắng giao cho tôi. Cao Vĩnh Thành, bây giờ nói gì vậy? Trước đây chúng ta đã lên kế hoạch, anh xử lý Hồng Mao
tôi xử lý số tiền 3 triệu đô và mặt trắng. Bây giờ để Hồng Bao trốn thoát, tôi còn chưa trách anh. Anh kêu tôi nhường mặt trắng lại cho anh. Nếu như tôi đem mặt trắng giao cho cảnh sát mấy anh, rồi sau đó anh đem mọi chuyện nói ra hết, không phải tôi chỉ có con đường chết sao? Không thì như vậy đi, anh cho tôi mượn mặt trắng trước để tôi hỏi cậu ta tung tích Hồng Mao về được chưa. Trước khi anh sắp bắt được Hồng Mao, mặt trắng đều ở chỗ của tôi, làm sao cậu ta biết được Hồng Mao đã ở đâu? Cao Vĩnh Thành, anh đừng nói nhiều nữa, anh phải nhanh chóng giải quyết chuyện của Hồng Mao đi. Có gọi được mặt trắng chưa? Vẫn chưa. Em gọi điện suốt buổi chiều mà không ai nghe máy. Em để lại lời nhắn cũng không thấy anh gọi lại. Bây giờ không biết anh ra sao rồi nữa. Anh hai à, liệu có phải anh bị Lâm Tan bắt rồi không? Tiếp tục gọi đi. Dạ. Alo, mặt trắng hả? Cậu ngốc, sao cậu có thời gian rảnh rỗi gọi điện vậy? Muốn tìm mặt trắng hả? Ở đây tín hiệu không tốt, bây giờ mặt trắng không có thời gian nói chuyện với cậu đâu. Lâm Tan, ông, mặt trắng nó bị ông bắt thiệt hả? Lâm Tan, Hồng Mao, cậu vẫn còn sống sao? Mà cậu lớn thiệt đó. Với tình hình như hôm nay, cậu vẫn có cách giải thoát. Tôi không có rảnh để nói chuyện với ông. Mau thả mặt trắng ra, nếu không tôi không tha cho ông đâu. Hồng Mao à, số tiền 3 triệu đô đó bây giờ tôi đã lấy được rồi, tôi đâu còn chuyện gì phải lo lắng nữa. Sao hả, cậu muốn đòi lại mặt trắng? Bản thân cậu bây giờ còn khó giữ, tôi thấy hay là cậu mau giữ thằng ngốc trốn trước đi. Alo, hai người từ từ nói chuyện, em ra ngoài một chút đồ. Em đi bù lâu lắm, cứ từ từ nói à. Tiểu Dương, em đã tới thật rồi. Anh còn nghĩ anh sẽ không bao giờ gặp được em nữa. Em đã hứa với anh là em sẽ tới, thì em không gạt anh đâu. Anh phải tin tưởng em chứ. Nhưng mà ban đầu chúng ta hẹn gặp nhau ở công viên, sao bây giờ lại hẹn ở chỗ này vậy? Hại em hồi nãy lo cho anh lắm đó. Do anh bị người ta gài bẫy, có người gạt anh tới nhà em. Nhà em? Khi anh đang trên đường tới công viên thì nhận được điện thoại của em. Điện thoại? Em đâu có gọi điện cho anh đâu. Hơn nữa em cũng không có số của anh mà. Giọng nói của người đó rất giống em. Cô ta nói Tôn Kiên Tử và Lâm Tan hiện đã bắt giữ em. Đâu có. Sau đó thì sao? Anh tới nhà em nhưng mà không tìm được, chút nữa bị cảnh sát bắn chết. Nhưng cũng may thằng Góc kịp thời tới cứu mạng của anh. Không lẽ là, không lẽ anh Trung và mọi người? Nhưng mà anh cũng đâu có số của anh đâu. Tiểu Dân, người tiết lộ điện thoại của anh chắc chắn là Lâm Tan. Nhưng người của bên em cũng có nội gián. Nội gián? Sao có thể được chứ? Lâm Tan dụ anh và cậu Ngốc đi khỏi. Chính vì 3 triệu đô đó còn có mặt trắng. Vĩnh Sang, đừng lo tới tiền nữa, anh mau đi đi. Anh đương nhiên là không quan tâm tới tiền rồi. Bây giờ mặt trắng nằm trong tay của Lâm Tan, cậu ấy sẽ chết chắc.
Anh phải nghĩ cách cứu cô ta. Vậy thì anh tính phải làm sao đây? Anh cũng không biết nữa. Tiểu Dân, em có số của đội trưởng em không? Có. Alo, đội trưởng, tôi là Hồng Mao. Hồng Mao? Đội trưởng, tôi hỏi ông có muốn bắt được người cầm đầu thật sự không? Hồng Mao như tôi chẳng là cái thá gì, nhưng người đứng phía sau lưng tôi mới là chủ mưu thật sự. Nếu như ông có hứng thú, tôi có thể cho ông biết một tin này. Hồng Mao, tôi thật nghĩ không ra lý do nào có thể tin tưởng cậu. Có phải cậu muốn lợi dụng cảnh sát chúng tôi? Tin hay không là tùy ông. Dù sao tôi cũng rất có thành ý với ông. Đội trưởng à, nếu như ông thật sự muốn làm một chút chuyện thì phải nắm chắc cơ hội. Cậu nói tôi nghe thử. Tuyến, vào trong coi thử đi. Tổ trưởng Viên, đang bận hả? Sếp Cầu, ngọn gió nào thổi anh tới đây vậy? Không phải anh bắt được Hồng Mao tên lành thưởng sao? Tuấn Kiệt à, sao cậu lại thích nói chơi như vậy? Làm sao mà cậu không biết Hồng Mao đã chạy thoát rồi, có đúng không? Hồng Mao chạy thoát rồi à? Thật không ngờ. Sếp Cao, anh vì muốn bắt Hồng Mao, ngay cả mạng sống của đồng nghiệp cũng không thèm nghĩ tới, vậy mà để Hồng Mao chạy thoát. Không biết là Hồng Mao quá lợi hại hay là sếp Cao anh quá vô dụng đi. Tổ trưởng Viên à, tôi chẳng qua là muốn hù dọa Hồng Mao, không phải dùng súng chống đối cậu đâu. Tôi là loại người lòng dạ độc ác như vậy sao? Nhìn đi, bây giờ không phải là tôi tới đây quan tâm cậu à? Không cần. Quan tâm của anh tôi nhận không nổi. Tôi chỉ hy vọng là lần sau đừng trói tôi lại làm tấm bia đỡ đạn được rồi. Tổ trưởng Viên, cậu nói như vậy là cậu quá nặng lời rồi. Tôi thật lòng thật dạ tới đây để xin lỗi cậu. Lúc nãy anh còn cầm súng chỉ vào tôi, bây giờ nói một lời xin lỗi thì muốn tôi bỏ qua cho anh sao? Anh đừng tưởng là Viên Tuấn Kiệt tôi là một người dễ nói chuyện. Được thôi, nếu đã như vậy cậu không chịu chấp nhận lời xin lỗi của tôi cũng bó tay luôn. Nhưng mà nói thật ra, tôi nhúng tay vào chuyện này là cũng muốn có thể giúp đỡ tổ chuyên án sớm ngày bắt được Hồng Mao mà thôi. Sếp Cầu, tôi quen biết anh không phải là ngày một ngày hai. Tôi hiểu anh mà, anh không phải loại người này. Nói trắng ra, anh tới đây xin lỗi đều là cái cớ. Trên thực tế là anh muốn thám thính tin tức của Hồng Mao mới có thể đi trước một bước bắt được Hồng Mao, có đúng không? Sếp Cầu, tôi phải nhắc nhở anh, anh là giám sát, bắt Hồng Mao đã có Viên Tuấn Kiệt tôi. Nếu như anh muốn biết tung tích Hồng Mao, tôi xin tặng anh bốn chữ: không bao giờ nói. Bác kể. Đây là... Đây là nhật ký của Tôn Dân. Nhật ký? Anh Sáng nói hôm đó khi mình và anh Trung nói chuyện, anh đang ở phía bên kia tường. Thật không ngờ khoảng cách chúng ta lại gần như vậy, chỉ cách có một bức tường.
Đội trưởng, tôi là Trung nè. Tôi biết đường Hồng Mao và Tôn Dân đang ở đâu. Được, tôi phải người đến đó lập tức. Cậu trực tiếp từ nhà họ Tôn tới thẳng hiện trường. Nhưng mà cậu phải chờ người chi viện tới, cậu mới có thể hành động. Nên nhớ, quan sát tình hình trước, báo cáo một lúc. Cậu Trung đã tìm ra manh mối. Hồng Mao và Tôn Dân có thể đang ở vùng núi Tân Điếm. Quốc thủ, thần kinh, học đệ, các cậu dẫn người dựa theo địa chỉ lúc nãy Hồng Mao cho tôi, mau chóng lục soát bắt người. Những người khác, theo tôi đi tìm Hồng Mao. Rõ. Tiểu Dân, chờ anh xác định mặt trắng bình an vô sự, chúng ta sẽ rời khỏi Đài Loan. Nhưng mà ngày tháng sau này, anh sợ là sẽ rất cực khổ cho em. Vĩnh Sang, em không phải loại người chỉ biết tới có tiền hay là không có tiền. Nếu em muốn sống những ngày bình yên thì em sẽ không quan tâm tới anh đâu. Anh xin lỗi Tiểu Dân. Em vì anh mất đi công việc, mất luôn bạn bè, ngay cả nhà cũng không dám về. Anh xin em, ở bên cạnh anh đừng rời xa anh nữa. Như vậy được không? Chúng ta tìm một nơi mà không ai quen biết chúng ta hết, chúng ta làm lại từ đầu. Vĩnh Sang, em không thể đi cùng anh. Tại sao vậy? Em tới đây không phải muốn cùng đi với anh sao? Em tới chỉ là muốn gặp anh lần cuối. Em nói vậy là ý gì? Là có ý gì? Rõ ràng em cho anh hy vọng vô cùng, anh còn tưởng em tới là không muốn rời xa anh, là muốn bên cạnh anh. Kết quả thì sao? Em tới là nói với anh, em chỉ muốn gặp anh một lần. Em gặp cái gì chứ? Không phải, em tới là gì? Em cũng không biết là gì cái gì. Chỉ là em muốn gặp anh một lần. Em không thể để cho anh phải ra đi như vậy. Nếu như vậy, chúng ta cùng đi được không? Vĩnh Sang, em làm không được. Em có thể vì anh bỏ hết tất cả, nhưng mà em không thể nào bỏ lại mẹ em một mình. Cũng lại là mẹ em. 10 năm trước mẹ em chia rẽ chúng ta, bây giờ vì mẹ em, em lại muốn rời xa anh. Bây giờ mẹ em cái gì cũng không có, chỉ còn lại một mình em. Anh cái gì cũng không có, cái gì cũng không có, anh chỉ còn lại một mình em thôi. Vĩnh Sang, hay là như vậy đi, anh đừng đi nữa, chúng ta có thể làm lại từ đầu. Đừng đi nữa. Anh làm sao có thể ở lại đây? Đài Loan bây giờ không còn chỗ cho anh dung thân đâu. Không phải anh đã nói với đội trưởng, người chủ mưu sau lưng của anh, bây giờ anh đi đầu thú chắc chắn có cơ hội giảm án mà. Giảm án? Cho dù anh không bị phán tử hình, anh ở trong tù ít nhất cũng phải ngồi tù vài chục năm. Em sẽ chờ anh. Em sẽ chờ anh. Cho dù anh phải ngồi tù 20 năm, 30 năm, hay thậm chí là cả đời, em vẫn sẽ chờ anh. Không thể nào. Cho dù anh chết đi, anh cũng sẽ không ở trong tù. Anh càng không để em chờ anh 20, 30 năm. Tiểu Dân, anh xin em cùng đi với anh có được không?
em cũng muốn đi cùng với anh. Nhưng mà nếu như em đi với anh, người đau khổ sau này không chỉ có hai chúng ta, ba mẹ của anh, mẹ của em, họ cũng sẽ đau khổ cả đời, nhục nhã cả đời. Chúng ta đâu thể nào ích kỷ như vậy. Anh biết rồi. Anh đã biết lâu rồi. Anh nên biết từ lâu mới phải. Đây là tự anh nằm mơ thôi. Vĩnh Sang, em yêu anh. Em cũng muốn quang minh chính đại nói với mọi người em yêu anh. Em không hề muốn trốn chui trốn nhủi sống với anh cả đời. Anh hiểu rồi. Nhưng mà giống loại người như anh thì không có tư cách nói với người ta chuyện gia đình, nói tình thân, nói tình yêu. Anh có mà. Anh có. Chỉ cần bây giờ anh đầu thú, sau khi anh ra tù thì cái gì anh cũng có. Em đừng có nói nữa, chuyện này không thể nào đâu. Tuy là anh không còn gia đình, tuy là anh không còn tình thân, anh vẫn còn tình bạn. Anh còn phải đi cứu mặt trắng, còn phải chăm sóc thằng ngốc. Anh không thể để hai người họ vì anh mà ngồi tù. Vĩnh Sang, phạm tội ngồi tù, đây gọi là chuộc tội. Tiểu Dân, anh có biết không, lời hứa đối với ba mẹ của họ anh không thể làm trái được, em biết không? Cảnh sát tới rồi. Em đi đi. Em đi với anh rất nguy hiểm, mau lên. Đi đi, nhảy lên. Đừng mà. Nè. Sao quay lại? Em làm sao có thể bỏ lại anh một mình ở đây? Vĩnh Sang, anh đừng phản kháng nữa. Anh mau ra ngoài đầu thú đi. Vĩnh Sang, bọn họ bao giờ ở đây hết rồi. Anh đi từ cửa sau vẫn còn kịp đó. Đã không kịp nữa rồi. Hồng Mau, hãy mau ra đầu thú đi. Anh đã bị cảnh sát bao vây rồi. Hồng Mau, đây là cảnh báo thứ hai của phía cảnh sát. Xung quanh bốn phía căn nhà này đã bị cảnh sát bao vây rồi. Anh hãy mau ra đầu thú. Ít ra anh có thể bảo toàn tính mạng. Vĩnh Sang, anh đừng như vậy mà. Mau ra đầu thú đi có được không? Hồng Mau, anh nên ra đầu thú. Nếu không tính mạng của anh sẽ gặp nguy hiểm đó. Hồng Mau, anh chính là mạo hiểm tính mạng để sống qua ngày. Sợ gì lần này? Vĩnh Sang, anh đừng nổ súng có được không? Em dẫn anh đi, em bảo vệ anh. Em thấy lần này anh cũng rất khó thoát thân. Anh để em làm con tin rồi dẫn em ra ngoài nha. Chúng ta đã nói ba lần rồi, một chút đồng tĩnh cũng không có. Chuẩn bị tấn công. Đội trưởng, bây giờ Tôn Dân có thể đem trong tay Hồng Mau, chúng ta tuyệt đối không thể hành động kinh suất. Nếu không, Tôn Dân sẽ gặp nguy hiểm. Đội trưởng, tôi đồng ý cách nghĩ của Tuấn Kiệt. Nhưng mà lỡ như cô ấy lại giúp Hồng Mau trốn thoát thì phải làm sao?
Tú Kiệt, là anh sẽ trừ Tôn Dân. Anh ép cổ đi tới bước ngày hôm nay. Nếu như tôi không làm vậy, làm sao có thể bắt được Hồng Mau? Anh không được động đậy. Tức chết đi được, lại bị Hồng Mau lừa rồi. Không đúng, là chúng ta tới trễ một bước. Lần này lại có người tiết lộ tin tức. Tìm kỹ lần nữa. Alo. Cái gì? Một người cũng không có. Được, tôi biết rồi. Chờ mệnh lệnh của tôi. Đội trưởng, không tìm được Lâm Tang có phải không? Ừ. Chúng ta lại bị Hồng Mao gạt rồi. Hồng Mao, tôi cho thêm một cơ hội cuối cùng. Nghe cho rõ đi. Thả quân tinh ra, tra đầu thú đi. Vĩnh Sang, anh bắt em ra ngoài. Họ sẽ không nổ súng bắn anh đâu. Chúng ta đi thôi. Chờ đã. Alo. Đội trưởng, kêu A Trung vào đây đàm phán với tôi. Không được mang vũ khí. Nhớ là phải nhớ Tôn Dân của mấy người đang trong tay tôi. Đừng có giở trò. Được, tôi hứa với cậu. Cậu Trung, đưa súng cho Tuấn Kiệt. Hồng Mao muốn cậu vào trong đàm phán với hắn. Phải cẩn thận. Cậu phải bảo vệ an toàn cho con tin. Dạ, tôi biết rồi. Hồng Mao, tôi đang ở ngoài. Tôi không có mang súng. Vô đây. Đóng cửa lại. Nếp vào trong tường. Mau lên. Mau lên. Vào trong. Vào trong. Hồng Mao, thả Tôn Dân ra đi. Anh không cần bắt cổ như vậy. Anh Trung, tôi từng nói với anh, kêu anh phải chăm sóc Tiểu Dân đàng hoàng. Nhưng bây giờ tôi hối hận rồi. Cổ là người của tôi, không ai có thể cướp cổ đi. Cổ có thể đi với anh sao? Như vậy tôi tôn trọng lựa chọn của cổ. Được, giúp tôi sắp xếp một chiếc xe. Hồng Mao, tôi khuyên anh mau bỏ súng xuống, kết thúc những ngày lẩn trốn của anh. Được thôi, sẽ có một ngày tôi sẽ bỏ súng xuống. Tôi cũng sẽ kết thúc những ngày lẩn trốn, nhưng mà không phải ở trong tù. Tôi luôn luôn mãi mãi bên cạnh Tiểu Dân. Anh Trung, anh mau chuẩn bị xe. Tôi sẽ biến mất ở đây. Các anh có thể thoải mái sống qua ngày. Như vậy không phải rất tốt sao? Chúng tôi cũng đã quá quen rồi. Đối với chúng tôi mà nói, đây không là gì hết. Hãy mau chuẩn bị một chiếc xe đi. Nếu không tôi bắn một phát, Tiểu Dân sẽ nguy hiểm tính mạng. Anh Trung, Vĩnh Sang cũng đã nói ra người chủ mưu sau lưng của anh ấy. Anh có thể bảo đảm cho anh giảm án hay không? Anh ta nói dối. Lâm Tang nói là không có đó. Mấy anh không bắt được Lâm Tang. Khi chúng tôi tới bắt ông ta,
ông ta không có ở dưới tầng hầm. Sao có thể như vậy? Cái chỗ đó rất là bí mật, Lâm ta không để người khác biết đâu. Tôi thấy là cục hình sự mấy người có nội gián. Không thể nào. Chắc chắn mấy anh cũng không biết nội gián của mấy anh lại. Thật đáng tiếc, huống công anh là một cảnh sát hình sự. Anh Trung, đừng có nói nhiều, chuẩn bị xe cho tôi. Hồng Mao, cho dù anh chạy tới chân trời góc biển, cuối cùng chúng tôi cũng sẽ bắt được anh. Im miệng, mau chuẩn bị xe đi. Mở lên. Đi. Đội trưởng, tôi sắp ra ngoài rồi. Đã phá rồi sao? Đội trưởng, anh ta muốn chúng ta chuẩn bị một chiếc xe. Đội trưởng, đội trưởng. Có chuyện gì? Ba mẹ của Hồng Mao đã tới rồi. Được, dẫn họ vào đây. Nó đang ở đâu vậy? Ông Thái, bà Thái. Đội trưởng. Ở đối diện. Vĩnh Sang. Sang à? Vĩnh Sang. Sang. Là ba mẹ của anh. Vĩnh Sang. Sang à? Vĩnh Sang à? Sang. Vĩnh Sang. Ông Thái, bà Thái, mong hai người hãy khuyên cậu ta. Lần này cậu ta tuyệt đối chạy không thoát. Vì an toàn của con tin, mong cậu ta chấp nhận sự chế tài của pháp luật. Tôi biết rồi. Hồng Mâu, ba mẹ của anh muốn vào đâu gặp anh? Anh không được đổ súng. Chuyện này không liên quan tới họ. Kêu họ đi đi. Hồng Mâu, tôi để cho cậu gặp ba mẹ của cậu. Cậu là người thông minh, tình hình bây giờ không có lợi cho cậu. Cậu hãy tự mình suy nghĩ cho kỹ. Tôi đã nói không liên quan tới họ, tôi không muốn gặp họ. Mọi người không có lệnh của tôi, không được nổ súng. Cẩn thận đó. Sang à? Vĩnh ba. Sang. Mẹ, ba đóng cửa. Ba đóng cửa đi. Sang à? Vĩnh Sang. Sang à? Con lớn tiếng như vậy làm gì? Bà ấy là mẹ của con, sao con có thể nói chuyện với mẹ con như vậy? Dù con hư thế nào, hống hách ra sao, con coi đức tính này của con. Súng ở trên tay, con có thể nổ súng bắn ba mẹ sao? Ba, mẹ. Vĩnh Sang, con đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa. Vĩnh Sang. Sang à, mấy năm nay điều mà ba sợ nhất chính là lúc này. Mỗi ngày ba đều cầu xin ông trời cho ngày này được có tới. Nhưng ngày này cuối cùng cũng đã tới rồi. Bên ngoài nhiều người như vậy, trong tay còn có súng nữa. Mọi chuyện sao trở nên như vậy? Con có thể nói cho ba biết không? Tại sao vậy? Tôi nói thì con đã nói rồi, bây giờ không còn cách nào hết. Con có cách, chỉ là con không có gan thôi. Con có gan phóng hỏa giết người, nhưng không có gan để đi đầu thú. Đi, đi theo ba. Đi theo ba ra ngoài đối diện với pháp luật. Con không đi. Ông đừng có như vậy mà. Nó là đứa con trai mà tôi cực khổ sinh ra. Nó không thể chết, không thể chết. Nếu nó đi đầu thú thì nó sẽ không chết. Ba, con đầu thú thì con cũng chết thôi. Sang à, cả đời này của ba mẹ luôn tuân thủ pháp luật, chưa làm ra chuyện gì để mất mặt hết. Sao lại sinh ra đứa con như con vậy? Chúng ta đã làm sai chỗ nào? Tại sao con lại dùng cách này để mà báo hiếu cho ba mẹ vậy? Cả đời này con có lỗi với ba mẹ. Mãi mãi, mãi mãi con nợ ba mẹ ân tình ba mẹ đối với con. Cả đời này con không cách nào trả hết được.
Sang à, bên ngoài đều là cảnh sát, con không trốn thoát được đâu. Theo ba ra ngoài đi. Con không đi, con phải dẫn Tiểu Dân cùng đi. Ba, 10 năm rồi, con khó khăn lắm, con khó khăn lắm mới có thể tiếp cận cô ấy. Con không muốn để sự chờ đợi mỗi mộng của con là biến mất nhanh như vậy được. Tiểu Dân, anh không bỏ cuộc đâu. Cho dù là hôm nay cảnh sát cả Đài Loan đều muốn bắt anh cũng phải dẫn em đi cùng. Từ trước tới giờ em chưa từng hối hận khi quen anh. Anh đi, em sẽ cùng đi với anh. Cho dù là phải hy sinh tính mạng của em cũng chấp nhận. Vĩnh Sang, cô ấy là ai vậy? Mẹ, cô là Tôn Dân. Cô với cổ quen nhau lâu rồi, tụi con chỉ cắt cũng đã lâu, khó khăn lắm mới gặp nhau. Chúng con còn rất nhiều lời muốn nói với nhau, còn rất nhiều mơ ước phải thực hiện. Vì để thực hiện ước mơ này, cô đã phải liều mạng sống ra ngoài. Ba, mẹ, không phải hai người luôn hy vọng con có thể đám cưới, có thể sinh con. Bây giờ là hy vọng duy nhất trong đời con. Ba nhẫn tâm kêu con từ bỏ sao? Con không cam tâm, con không cam tâm chút nào. Bây giờ con đi đầu thú, con sẽ chết thôi. Nếu đã là chết, con sẽ lựa chọn liều với số mạng một phen. Hai người đừng ngăn cản con được không? Sang à, con liều mạng như vậy, con biết con đã hại bao nhiêu người. Chẳng lẽ họ đều không có ước mơ, họ đều không có gia đình? Chúng ta bị bao vây rồi, con còn muốn liên lụy bao nhiêu người? Con có thật cho là những điều con muốn làm đều có thể làm được sao? Ba, là sống hay chết là tự con chịu. Sang à, ba, xin hai người hãy ra ngoài. Cứ coi như chưa từng sinh ra đứa con như con. Ân tình cả đời này ba mẹ đối với con, con sẽ ghi nhớ trong lòng. Kiếp sau, con sẽ trả gấp đôi cho ba mẹ. Đội trưởng, xe chuẩn bị xong. Ừ. Kỳ lạ, họ vào trong đã lâu rồi, đột nhiên không nghe động tĩnh gì. Tuấn Kiệt, mau kêu Hồng Mao đầu thú. Rõ. Hồng Mao, lần cuối cùng cảnh sát khuyên ra đầu thú, anh hãy bỏ súng xuống, cùng với ba mẹ anh bước từ từ ra ngoài. Đội trưởng à, đừng có hành động, chúng tôi vẫn ổn, không sao đâu. Hình như không được ổn lắm. Đội trưởng, phải làm sao đây? Đội trưởng, ý của anh là Hồng Mao không có phản ứng, đưa xe cho hắn. Hồng Mao, xe anh cần chúng tôi đã chuẩn bị, đừng làm hại bất cứ ai. Bây giờ ra đây. Hồng Mao không có trong đó, cậu ta chắc chắn không có trong đó. Mọi người chuẩn bị tấn công.
Hồng Mao đâu? Tôi không biết. Chết! Dạ. Đội trưởng, không có. Đội trưởng, để anh ta chạy rồi. Hồng Mao kia chúng ta chuẩn bị xe, là muốn phân tán sự chú ý của chúng ta. Mau đuổi theo. Rõ. Mau. Mọi người chú ý, Hồng Mao đã bắt con tin chạy trốn. Mau phong tỏa dùng lực cần. Mau lên. Tiêu rồi, toàn là cảnh sát. Bây giờ phải làm sao? Tú Kiệt, tình hình bây giờ sao rồi? Bọn họ ở trong đó. Anh Trung, tôi hỏi anh, có chuyện gì? Hồi nãy khi anh ở trong đó, thật ra là Tôn Dân bao che Hồng Mao, hay là Hồng Mao bắt giữ Tôn Dân? Anh nói đi. Tôi không thể xác định. Nhìn thái độ của anh là tôi biết rồi, là Tôn Dân bao che Hồng Mao chạy trốn. Như vậy tôi biết phải làm gì rồi. Anh Tôn Dân, mau ra đầu thú. Cùng giúp Hồng Mao chạy trốn, đây là phạm pháp. Hãy mau ra đây, nếu không cảnh sát sẽ xông vào đó. Tôn Dân. Mặc kệ anh, em đi đi. Không được. Anh hiểu em là được rồi, em mau đi đi. Mau lên. Anh đừng kêu em đi, em đi cùng anh. Em không bỏ anh lại một mình được. Em sẽ không rời xa anh đâu. Tiểu Dân à, bọn họ đã biết em đang bao che anh. Anh sợ bọn họ sẽ nổ súng đó. Nếu như anh không nổ súng, họ cũng không nổ súng đâu. Điều này anh biết. Trừ phi bất đắc dĩ, anh sẽ không nổ súng đâu. Anh chỉ sợ họ không nghĩ tới em, cùng anh chạy trốn. Em cũng sẽ có tội. Cả chết em cũng không sợ. Không lẽ lại sợ mang tội sao? Hồng Mao, nghe rõ đây. Xung quanh anh đã bị cảnh sát bao vây hết rồi. Bảo bọn vũ khí đồ hàng. Tốt chứ? Cô cũng vậy. Đừng có hôn mê cũng tỉnh nữa. Đừng làm chuyện phá pháp. Bảo đây. Tốt chứ? Cô nghe thấy không? Đội trưởng Cô, hãy lợi dụng ba mẹ của Hồng Mao, chi khuyên hàng đã thất bại rồi. Tiếp theo anh sẽ làm gì đây? Tôi không muốn làm gì. Tôi không có thời gian lôi thôi với anh. Chờ một chút. Lúc này đang nghe tổ trưởng Di nói rồi. Tôn Dân không phải là con tin. Cô ta là đồng phạm với Hồng Mao. Sự thật ra sao còn chưa xác định được. Nếu như chưa xác định, khẩu khí của tổ trưởng Di sẽ không khẳng định như vậy. Tôi cho rằng không cần đến sự an toàn của Tôn Dân, bắt Hồng Mao đó là quan trọng nhất. Bắt hay không do tôi quyết định, không cần anh lo. Ngô Dụng Thủ, lần này nếu anh để Hồng Mao chạy thoát lần nữa, tôi sẽ báo lên cấp trên để bị đình chức điều tra. Điều này tôi biết luôn rồi, không cần anh phải nhắc nhở. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi sẽ xem anh chịu trách nhiệm như thế nào. Tôn Dân, cô có nghe không? Đừng có hôn mê nữa. Tôn Dân, cô là một cảnh sát, chắc cô hiểu rất rõ. Giúp Hồng Mao chạy thoát là một chuyện phạm pháp. Cô có nghe không? Hãy mau ra đây đi Tôn Dân. Tiểu Dân, anh thấy hay là em đi đi. Anh đừng nói nữa. Chúng ta mau nghĩ ra cách chạy trốn. Em sẽ không rời xa anh đâu. Bây giờ ngoài việc liều mạng với họ, đã không còn cách nào khác rồi. Bây giờ liều với họ chỉ có con đường chết. Không phải là anh kêu anh Trung chuẩn bị xe sao? Anh bắt em ra ngoài, đội trưởng là người tốt, ông ấy sẽ không làm hại em đâu.
Đội trưởng, Tôn Dân có thật bao che cho Hồng Mao không? Không phải. Đội trưởng, Tôn Dân nhìn thấy Hồng Mao cầm súng, sợ anh ta nổ súng, cho nên ở bên cạnh anh ta, còn muốn xoa dịu tâm trạng của anh ta thôi. Anh Trung, anh đừng nói dối. Đội trưởng, lời của tôi nói là thật. Thưa Kiệt, cậu đừng quên chuyện lần trước. Lần này không có lệnh của tôi, không được nổ súng, tránh làm hại đến Tôn Dân. Còn Trung, bây giờ tôi tin cậu. Nếu như cậu để tôi biết cậu lừa tôi, hậu quả chắc cậu cũng biết. Đi. Hồng Mao xuất hiện, Hồng Mao xuất hiện. Không được hành động. Đội trưởng, xe tôi cần đâu? Ở gần căn nhà lúc nãy cậu trốn. Được, bây giờ tôi phải đi rồi. Trên người tôi ngoài hai cái súng ra, còn có rất nhiều lựu đạn. Ai dám làm bậy thì chúng ta cùng chết. Mau bỏ súng xuống, bỏ súng xuống hết. Mở lên. Mọi người bỏ súng xuống. Kiệt trưởng, đừng lôi thôi, nghe lệnh của tôi. Nào nữa, mẹ, cậu muốn giết thì giết tôi trước. Hãy thả Tiểu Dân ra, hãy thả Tiểu Dân ra đi. Bỏ súng xuống. Tiểu Dân, bỏ súng xuống, bỏ súng xuống. Hồng Mao, tránh ra. Tôi không tránh. Tránh ra. Nếu muốn nổ súng thì bắn chết tôi trước đi. Cô, đừng tưởng là tôi không dám làm. Tiểu Dân, cẩn thận. Nổ súng đi. Cô, Tiểu Dân, hay là em tránh ra đi. Em bảo vệ anh như vậy đủ rồi. Không được, em tuyệt đối không để anh chịu bất cứ tổn thương nào. Hồng Mao, nếu nhân gì Tôn Dân, hãy bỏ súng xuống, bỏ súng xuống đi. Vĩnh Sang. Sang à, cậu muốn nổ súng thì hãy bắn tôi đi. Hôm nay thằng Sang trở nên như vậy đều do tôi mà ra hết. Mọi người, mọi người à, chúng tôi sinh ra đứa con này mà không biết dạy dỗ nó đàng hoàng, để nó làm hại tới xã hội. Trăm sai, ngàn sai đều là lỗi của chúng tôi. Hai vợ chồng tôi nhân lúc này xin lỗi mọi người. Xin lỗi. Ba, mẹ, đừng lo cho con. Ba mẹ đi đi. Sang à, ba mẹ muốn chết thay cho con. Ba mẹ muốn chuộc tội thay cho con, cũng muốn chuộc tội cho bản thân mình. Ba, Hồng Mao, bây giờ anh đầu hàng chưa chắc phải chết.
anh nhẫn tâm nhìn thấy ba mẹ của anh đau khổ như vậy sao? Đừng đụng vào tôi, đừng kéo tôi mà. Giơ tay lên. Đừng nhúc nhích. Hồng Mau, tôi kêu anh đừng nhúc nhích, anh có nghe không? Mẹ, bà ơi, bà. Tiểu Dân, hãy đeo cho cẩn thận. Đây là món quà duy nhất mà anh tặng cho em, cũng là sự gửi gắm duy nhất của anh đối với em. Anh hy vọng cả hai chúng ta có thể mãi mãi bên nhau. Giờ chắc là không thể rồi. Không thể rồi. Vĩnh Sang à. Vĩnh Sang, Vĩnh Sang, anh không thể chết. Em muốn anh tiếp tục sống vì em mà. Vĩnh Sang. Ai rồi cũng phải chết. Anh có thể chết bên cạnh em. Anh cảm thấy mãn nguyện rồi. Vĩnh Sang à, Vĩnh Sang, Vĩnh Sang à, Vĩnh Sang.
Anh Trung, anh là người tốt, anh từng hứa với tôi sẽ chăm sóc Tiểu Dân đàng hoàng. Tương lai cô ấy, tôi hy vọng anh phải chăm sóc tốt cho cô. Vĩnh Sang, Vĩnh Sang, còn nữa, hung thủ giết chết ba của Tiểu Dân là Bạch Tặc Thần, nhất định phải giúp tôi tìm ra ông ấy. Vĩnh Sang, Vĩnh Sang à, Tiểu Dân, cho dù anh phải xa em, trái tim anh mãi mãi luôn yêu thương em. Ai gì anh, em chắc chắn phải kiên cường mà sống tiếp. Ba, nếu như thật sự có kiếp sau, con sẽ không làm đứa con ngỗ nghịch của ba, và cũng sẽ không để cho ba mẹ phải đau lòng buồn khổ. Sang à, tội phạm truy nã hàng đầu Thái Chí Hàn, biệt hiệu Hồng Mao Thái Vĩnh Sang, với sự bao vây của cảnh sát, chiều hôm nay tại vùng núi Tân Điếm, bởi vì từ chối đầu hàng đã bị cảnh sát nổ súng bắn chết. Cho nên trước mắt tập đoàn Hồng Mao chỉ còn lại Mặt Trắng và A Ngốc tiếp tục đào tẩu. Tôi biết rồi, tôi đem Mặt Trắng tới chỗ của Tôn Kim Tử sắp xếp.
Tin này là do cảnh sát Cao thông báo. Được, tôi lập tức qua đó. Mặt trắng, báo cho cậu một tin. Hồng Mao đã chết thật rồi. Cái gì? Anh hai, là ông hại chết anh. Đi chết đi. Là cảnh sát hại chết cậu ta, không phải tôi. Từ lâu ông đã muốn khai trừ anh. Từ lúc ông kêu chúng tôi đi bắt cóc tống tiền thì trong lòng ông đã sớm muốn trừ khử anh rồi. Tôi phản bội phải chết. Từ nhỏ đã theo ông, uổng công anh tôn trọng ông như vậy, còn gọi ông một tiếng là ba nuôi. Lương tâm ông bị chó tha đi rồi hả? Cầm miệng đi. Mày làm gì cái gì hả? Không phải mày theo Hồng Bao lâu rồi sao? Mày phản bội ta như thường mà. Anh Lâm Tan, có phải có thể tiêu diệt mặt trắng được không? Tôi đưa tiền cho cấp trên trước. Nếu cấp trên không có lệnh xuống, không được động tới cậu ta, hiểu chưa? Đi chết đi. Anh hy vọng có một ngày anh có thể có một chiếc thuyền lớn như vậy, mỗi ngày có thể đưa em ra biển. Trên là bầu trời, dưới là nước biển. Dưới trời và đất chỉ có hai ta mà thôi. Tặng em. Hãy đeo cho cẩn thận. Đây là món quà duy nhất mà anh tặng cho em, cũng là sự gửi gắm duy nhất của anh đối với em. Vĩnh Sang, lúc đó chúng ta đã hẹn, chúng ta phải cố gắng cùng nhau thi đại học. Là em đã không giữ lời hứa, không từ mà biệt. Hôm nay em đã hạ quyết tâm hứa cùng anh đi khắp chân trời góc biển. Ai ngờ là lại hại anh bị bắn chết. Chúng ta cùng nhau dệt nên biết bao nhiêu mộng đẹp. Thật không ngờ lại trở thành hư không. Vĩnh Sang, anh có nhiều cơ hội như vậy, có thể rời khỏi con đường đen tối, nhưng lại vì em mất đi cơ hội quay đầu hết lần này tới lần khác. Em có lỗi với anh, em rất muốn đi cùng anh. Rất muốn đi cùng anh. Thật ra em đang ở đâu? Anh
Alo. À Trung, cậu đang ở đâu? Đội trưởng, tôi xin nghỉ phép. Cậu xin nghỉ phép? Tôi muốn đi tìm Tôn Dân. Tôn Dân sao rồi? Tôi tìm không thấy cậu. Tôi biết tôi không nên làm như vậy, nhưng tôi thật sự rất lo cho cô ấy. Tôi hiểu tâm trạng của Tôn Dân bây giờ. Đội trưởng, tôi thấy anh ta cầm súng cho nên mới nổ súng. Anh ta bị tôi bắn chết, tất cả là do tôi phán đoán sai lầm. Cậu Trung à, việc này không thể trách cậu. Với tình hình lúc đó phán đoán, cậu làm chính xác. Đừng nghĩ nhiều quá, tìm Tôn Dân quan trọng hơn. Mày Giao, đội trưởng, ngồi đi. Căn phòng bí mật mà Hồng Mao nói lúc trước, cậu điều tra thế nào rồi? Có phát hiện? Chúng ta phát hiện có vết máu và còn ba dấu vân tay khác nhau, và một đầu tiêm chích cùng với vỏ đạn. Tôi đã kêu cậu Côn đem tới tổ giám định làm đối chiếu rồi. Muốn tìm ra mặt trắng và ẩn gốc thì phải bắt đầu từ chỗ này. Hãy mau tìm ra tên đầu sỏ sau lưng Lâm Tang. Đây mới coi là phá án. Tôi hiểu. Tôi sẽ nhờ tổ giám định mau chóng tiến hành. Gần đây cậu ở chỗ của mẹ mặt trắng có nghe ngóng được tin gì không? Đội trưởng, tôi nghĩ mẹ của mặt trắng thật sự không biết bây giờ mặt trắng đang ở đâu. Dung gì cậu đã có nhiệm vụ, bởi vì mẹ cậu và mẹ hắn là đồng hương cho nên mới cử cậu đi. Cực cho cậu quá. Có gì đâu đội trưởng, tôi và bà ấy nói chuyện với nhau cũng hợp lắm. Tôi cho rằng mặt trắng có khả năng sẽ về nhà, cho nên cậu phải tiếp tục chịu khổ. Tina, gần đây có tin tức gì không? Tên Cao Vĩnh Thành có làm ăn chung với một người, thường xuyên ra vào quán bar, rất có khả nghi, nhưng mà cho tới bây giờ vẫn chưa có thêm manh mối nào. Ô, chủ tịch, sao đang bận hả? Chúc mừng. Lần này Hồng Mao bị thằng Trung nhà anh giải quyết. Tin này trên TV đã phát mấy ngày rồi. Lần này danh lợi đều có, đãi ăn cái gì đây? Trời ơi, đãi ăn là chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà cái thằng khỉ già đó đó, ngược lại vì chuyện này mà tâm trạng không được vui, làm cho tâm trạng vợ chồng tôi nó cũng héo hon theo luôn. Ê, đây là công lớn mà. Sao lại tâm trạng không tốt chứ? Cũng không phải gì. Trời ơi, chuyện này tôi không nói với người ngoài. Anh là anh em của tôi nói cho anh biết nè. Cái thằng khỉ này đã yêu bạn gái trước đây của Hồng Mao đó. Lại chính tay nó bắn chết Hồng Mao. Bây giờ cô gái đó trở mặt. Trời, tôi thấy mối tình này nó trớ trêu dữ lắm. Hèn gì tâm trạng nó lại không vui như vậy. Người làm chú như tôi, gửi anh một câu mang về an ủi nó nghe. Những người lương thiện như nó nhất định sẽ có thiện báo thôi. Cái cô gái này, nếu như có duyên phận với nó thì chuyện này nhất định có cơ hội xoay chuyển. Ngược lại, nếu như cô gái này không có duyên với nó, không sao hết, sau này sẽ gặp được mối lương duyên tốt hơn. Tôi sẽ khuyên nó, cái gì cũng đừng có nghĩ hết, chuyên tâm làm gì được rồi ha. Công việc nó có thể làm tê liệt tình cảm mà. Đúng vậy. Không phải Hồng Mao đã nói người chủ mưu sau lưng tên là Lâm Tang, chuyên bắt Lâm Tang là được rồi, nghĩ như vậy làm cái gì chứ? Đúng rồi. Cái tên Lâm Tang gì đó, mặt trắng, cậu ngốc, ba tên này phải bắt cho được. Vụ án của tập đoàn Hồng Mao sẽ công đức viên mãn, vậy sẽ thăng chức và có tiền thưởng rồi, không sợ có lương duyên tốt sao? Vấn đề là vậy, cái thằng Lâm Tang này rốt cuộc là thần thánh ở phương nào, nó đang ở đâu, tới giờ không có chút manh mối nào hết. Tôi định tới chỗ của anh nghe ngóng thử coi anh có biết người như vậy hay không đó. Lâm Tang, hắn tên là gì vậy? Đâu biết đâu. Không biết hả? Cả Đài Loan người tên Lâm Tang nhiều vô số kể, vậy phải bắt đầu từ đâu đây? Anh cũng không biết hả? Không biết thiệt mà. Những người sống trong giang hồ không biết chuyện giang hồ, anh hùng năm nào cũng có.
hảo hán ngày càng nhiều, không một chút manh mối. Anh kêu tôi phải bắt đầu từ đâu đây? Nếu đã như vậy. Được rồi, anh đừng có chép chép nữa. Tôi thấy anh nhăn nhó mặt mày mà trong lòng cảm thấy khó chịu. Lần trước anh nhờ tôi hỏi chuyện của Bạch Tật Thần. Thật ngại quá, tôi nghĩ người này có lẽ không ở Đài Loan. Tôi hỏi lâu lắm mà hỏi không có ra. Thật là thấy có lỗi với anh. Nhưng mà tên Lâm Tang này, Lâm Tang nếu như hắn là kẻ đầu sỏ đứng sau lưng Hồng Mao, có lẽ sẽ dễ tìm kiếm hơn. Tôi sẽ cố gắng hỏi giúp anh. Thật thì sao? Sẽ cho một tin tốt nhất. Cảm ơn. Làm bạn với người như anh thì không uổng phí mà. Kết bạn thì phải như vậy chứ. Mọi người thẳng thắn với nhau. Xin lỗi nha. Tôi lần này thật ngại quá. Sao? Thì có một mối làm ăn 100+ triệu phải bàn. Người đã tới rồi. Không. Tôi cảm thấy ngại mới đúng. Tôi không nên ở đây cản trở được tài lộc của anh chứ. Thật ngại quá. Không đâu, làm ăn nó quan trọng hơn mà. Kiếm tiền mà. Chuyện tôi nhờ anh làm phiền anh nha. Chuyện của anh tôi nhất định để ý mà. Nhớ là lần sau có tới gọi điện thoại trước nha. Tôi dành thời gian, anh em chúng ta uống trà, tán gẫu với nhau. Được thôi, tôi đi trước à. Được, đi thông thả. $3 triệu tôi đã mang tới rồi. Đã kiểm tra, lần này là thật. Ngô Tiểu Quý mù rồi sao? Hắn còn biết ông chủ sau lưng công ty Quy Đức là chủ tịch đi, còn dám nút 5 triệu của ông. Lần này dạy dò hắn như vậy, coi như là báo ứng của hắn. Mối làm ăn này, quá trình từ đầu tới cuối tôi không hài lòng chút nào hết. Nhưng mà kết quả miễn cưỡng có thể tha thứ cho ông. Cảm ơn chủ tịch. Làm ăn thì đã xong rồi, vậy còn mặt trắng, tạm thời giữ mạng cậu ta lại. Ngoài ra tôi nói cho ông biết, mấy ông làm việc quả thật không cẩn thận chút nào hết. Cái này đều tại Hồng Mao. Im miệng cho tôi. Ông còn biện hộ cái gì? Phía cảnh sát đã chú ý tới ông rồi. Nếu như có bất trắc gì, bản thân tôi sẽ kết liễu.